Cái câu chuyện nó cũng cách đây từ 7 năm từ ngày em bị tai nạn. Thì em đi công việc, tính chất công việc của em lúc đó là thường hay thức khuya nhiều, tại vì em chờ tàu vào và mình làm hết hàng hải sản rồi mình mới về nhà. Hai ngày liên tục em không có ngủ, em làm hết tất cả hàng xong rồi đêm thứ ba lại thì em đi làm như bình thường thôi, nhưng mà vì em bị mất ngủ nhiều thành ra là em trong lúc di chuyển trên xe thì em đã bị ngủ thiếp, mất kiểm soát và em đã từ ngã và em đi xe máy. Đi xe máy mà ngủ trên xe máy được á? Xong rồi lúc mà em thức dậy thì cũng đã 15 ngày trôi qua rồi. Có nghĩa là hôn mê luôn. Dạ, hả? Hôn mê sau em đa chấn thương rất là nhiều. Lúc đó vợ em đang mang thai em bé thứ hai. Và em cũng suy sụp rất là nhiều khi mà đọc được cái bệnh án của em. Mọi vận động hay là mọi thứ vệ sinh trong hàng ngày đều phải có sự trợ giúp của vợ em. Thương Ly quá. Coi như là em kham hết tất cả mọi thứ trong việc nhà, ngay cả cái việc mà chăm sóc về cái chuyện là giúp cho ảnh là cũng một tay em hết luôn. Dạ, đúng không? Chồng em từ khi bị tai nạn đến giờ thì là tiểu tiền một chỗ, không tự chủ được mà tất cả là phải là em ạ. Thật sự thì cái đêm mà chồng bị tai nạn á, linh cảm của một người phụ nữ, gia đình của em á, hai vợ chồng của em á, từ xưa đến bây giờ, từ khi quen nhau đến bây giờ là lúc nào cũng gọi điện thoại, nhắn tin tay trong tay lúc nào cũng thế. Bởi vì á, em có quy định với người yêu là anh đi bất cứ đâu, tới đâu phải nhắn tin gọi cho em là anh tới rồi, anh ngủ rồi, anh tới chỗ làm rồi. Bất cứ lúc nào anh cũng gọi để cho em yên tâm, bởi vì lúc nào em cũng bất an thì kiểu như là em sự lo lắng lúc nào em cũng có trong đầu. Thì đêm đó em đợi mãi thấy chồng không nhắn tin. Đến 1:30 rồi, 1:30 sáng rồi, đang ôm ấp con ngủ mặt lòng bất an vậy sợ luôn. Vì đang gọi điện thoại cho chồng nói anh tới chưa, mình nhắn tin thấy anh cũng không trả lời. Lúc nào em bấm máy em gọi, rồi 2-3 cuộc không bắt máy. Em nói có lẽ có khi nào bị tai nạn không mà đang gọi không bắt máy, bởi vì lúc nào cũng qua tới cảng á, qua tới cảng mà cân cá, cân hàng lúc nào cũng gọi cho vợ. Xong rồi em gọi qua bên nhà, nhà cũng không bắt máy ạ. Nhà cũng đang bận buôn bán bởi vì tàu vào là bán giờ khuya ạ. Em tắt máy em ngồi đợi, vẫn ngồi đợi chứ không ngủ. Ấp con ngủ xong ngồi đợi, có một cuộc gọi đến cho em. Chị Ly ơi, tắt máy, nói có 3 chữ. Xong em đang sợ. Dạ, lúc đó em sợ quá nói chết rồi, Ly là bị tai nạn thật rồi, chị Ly ơi, tắt máy là chắc chắn bị tai nạn. Linh cảm người phụ nữ, em điền tất cả bạn bè của chồng em luôn. Em lấy điện thoại em gọi, mấy bạn ơi, tới giờ bệnh viện đa khoa, bệnh viện đó là chuyên cấp cứu, xem thử chồng Ly có bị tai nạn không. Hình như là bị tai nạn rồi, có người gọi mà tắt máy rồi. Em gọi cho khắp mọi người, mà thấy là mọi người biết hết rồi chị ạ. Mà giấu em, tại dạ, em đang có bầu đúng không? Mà giấu em. Mà xong, chị Ly ơi là ai gọi? Chị Ly ơi là con bé em gái của em gọi ạ. Ngồi đợi cho tới sáng mai 6 giờ đón taxi đi tới bệnh viện với chồng, ôm con trong tay mà không được vào. Bởi vì chồng em bị rất là nặng ạ. Nằm khoa hồi sức tích cực. Khoa này 12 giờ đêm mới được vào bệnh viện ạ. Mọi người nói thôi, bây giờ chồng không bị nặng đâu, bị gãy tay chân thôi. Yên tâm về nhà đi. Nhưng giờ không, phải để thấy chồng đã mới được về, còn không thấy chồng là không về kêu. Yên tâm, bác sĩ ra nói là không bị gì cả, đi về đi. Có mấy tiếng thôi mà em nói đợi đến 12 giờ đêm để vào thăm chồng xem chồng như thế nào mà lâu ghê lắm. Đi lên bệnh viện đi vào á, chồng á băng bó tất cả đâu, tay chân thì cục cứng ngắc lại, mắt thì toát ra như thế này ạ, kiểu như là mù một con mắt luôn á, đầu băng máy dài như thế này. Ôm cái bao mà gục xuống dưới bệnh, dưới cái giường bệnh luôn, ngồi không nổi, xong y tá phải đỡ em dậy. Em ơi, em phải bình tĩnh, có thai đang rất là lớn, lúc đó cái bao em lớn lắm ạ. Em ôm lên là chị ơi, em không đứng nổi nữa, bây giờ chồng của em bị như thế nào mà bây giờ em không đứng được nữa. Nhà em nói là chồng em bị nhẹ mà sao bây giờ chồng em nhắm mắt lại mà. Em đi lên đây chồng em không mở mắt ra mà. Em sợ quá mà em gần sinh rồi. Y tá nói là cố gắng lên em, bình tĩnh, bình tĩnh, để chồng mở mắt ra nhìn thấy em còn khỏe. Chấn an mình, nó quay lưng lui sau lưng chồng là khóc, quay lại trước mặt chồng là tỉnh, lau nước mắt. Để chấn an chồng thì những ngày đầu tự chân sẽ không vượt qua được. Bởi vì á, thai thì lớn, người mình yêu thương nhất thì nằm bất động ở đây. Rất vui khi được gặp gỡ hai vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son. Bây giờ trước hết thì mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, em là Văn Thành ạ. Dạ, em và vợ đến từ thành phố Đà Nẵng. Dạ, em Đà Nẵng năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con được 32 tuổi ạ. Dạ, hiện tại công việc của em là ở phía sau vợ và phụ vợ tất cả các công việc mà vợ đang làm. Vợ em là nhà hàng và sư phúc cô Ly ạ. Rồi, giới thiệu luôn đi nè. Chào con, chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuần. Em đến từ thành phố Đà Nẵng. Hai vợ chồng em cùng quê là ở Huế, nhưng mà sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng ạ. Hiện tại em đang là đầu bếp tại Sipu Cô Ly tại Đà Nẵng ạ. Ủa Thành ơi, dạ, em có thể cho anh Thuận được biết đó là cái vụ tai nạn của đó, em á, là như thế nào? Cái câu chuyện nó cũng cách đây từ 7 năm từ ngày em bị tai nạn. Thì em đi công việc, tính chất công việc của em lúc đó là thường hay thức khuya nhiều, tại vì em chờ tàu vào và mình làm hết hàng hải sản rồi mình mới về nhà. Hai ngày liên tục em không có ngủ, em làm hết tất cả hàng xong rồi đêm thứ ba lại thì em đi làm như bình thường thôi, nhưng mà vì em bị mất ngủ nhiều thành ra là em trong lúc di chuyển trên xe thì em đã bị ngủ thiếp,
mất kiểm soát và em đã từ ngã và em đi xe máy. Đi xe máy mà ngủ trên xe máy được á. Dạ. Bởi vì á thấy em á nhớ nha, những người đàn ông á là luôn luôn có cái kiểu như thế á, ráng á, ngủ trong ráng, tâm á chị. Ráng làm á xong rồi quên ngủ đi, rồi cứ nghĩ là mình vẫn còn sức, rồi mình vẫn tỉnh táo, cuối cùng ngủ trong tâm đâu có biết đâu. Em thường xuyên luôn á. Xong rồi lúc mà em thức dậy thì cũng đã 15 ngày trôi qua rồi. Có nghĩa là hôn mê luôn. Dạ, à. Em hôn mê sau em đa chấn thương rất là nhiều. À, lúc đó vợ em đang mang thai em bé thứ hai. Vợ em cũng suy sụp rất là nhiều khi mà đọc được cái bệnh án của em. Cuối cùng là mình bị sao? Dạ, em bị chấn thương cuộc sống, nó gây dập tụy và hiện tại em chỉ hoạt động được một nửa phía trên này thôi. Còn nửa phía dưới của em nó mất tự chủ. Dạ, không có lực cơ, không có cử động được. Nhưng mà là em có thể di chuyển được, tự di chuyển từ ở chỗ này lên chiếc xe không? Dạ, em đã tập vật lý trị liệu và được các bác sĩ rất là năng nổ trong cái việc mà trị liệu và bày cho em cách sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà vì cơ địa của em, tay của em nó ngắn hơn cái lưng, thành ra tay lúc em chống xuống để em di chuyển qua thì này không có dùng hết lực được. Thành ra là mọi vận động hay là mọi thứ vệ sinh trong hàng ngày đều phải có sự trợ giúp của vợ em. À, thương Ly quá. Coi như là em kham hết tất cả mọi thứ trong việc nhà, ngay cả cái việc mà chăm sóc về cái chuyện là giúp cho ảnh là cũng một tay em hết luôn. Dạ, đúng không? Chồng em từ khi bị tai nạn đến giờ thì là tiểu tiền một chỗ, không tự chủ được và tất cả là phải là em ạ. Rồi hai đứa nhỏ này là nó được nhiêu tuổi rồi? Dạ, bé lớn của em là học lớp 4, 9 tuổi. Ừ. Còn bé nhỏ của em là được 6 tuổi là vào lớp 1 ạ. Hai vợ chồng em có hai bé gái ạ. Từ khi chồng bị tai nạn thì không ai đưa đón cho em đi làm hết, bởi vì cái nghề đó là phải đi vào 12 giờ đêm ạ, phải có chồng hỗ trợ cho mình ạ. Thành ra khi chồng bị xuống thì em phải bỏ tất cả, em phải bán luôn cả xe tải luôn và nhường tất cả công việc lại cho anh trai của mình để em lui về sau vừa chăm con, chuẩn bị sinh con và dành nhiều thời gian cho chồng hơn ạ. Cái gì cũng phải có một cái câu chuyện bắt đầu, đúng không? Yeah. Anh rất là muốn biết hai đứa lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào. Tụi em quen nhau từ biết nhau trước là từ học hè, từ lớp 6 đến chuyển sang lớp 7. Tụi em học chung một lớp học hè. Trong lớp học chỉ có một mình bạn ấy có một cái máy tính rất là xịn, người gia đình mua cho một cái máy tính tay thôi. Nhưng mà em lại cảm thấy như ồ, cái máy tính của mình mà nó vẫn không xịn bằng của bạn ấy. Thành ra mình kết, mình cứ để ý đến bạn ấy hồi khai giảng năm học mới. Thì vô tình bạn lại được xếp vào lớp của em, giống như là gặp người cũ vậy. Thành ra là em rất là để ý bạn từ lúc mà bước chân vào lớp học cho đến tất cả mọi thứ về sau. Ấy là mê gái rồi đúng không? Không, mê máy tính, em lầm. Không, mê máy tính là không, sao nó mê cô gái đúng không? Bạn này á, là lúc đó làm mê máy tính. Lúc mà chồng hôn mê đó thì lúc đó trong đầu em nghĩ đến điều gì? Khi em nhận cái tin mà chồng bị tai nạn đó. Thật sự thì cái đêm mà chồng bị tai nạn á, linh cảm của một người phụ nữ gia đình của em á, hai vợ chồng của em á, từ xưa đến bây giờ, từ khi quen nhau đến bây giờ là lúc nào cũng gọi điện thoại, nhắn tin tay trong tay, lúc nào cũng thế. Bởi vì á, em có quy định với người yêu là anh đi bất cứ đâu, tới đâu phải nhắn tin gọi cho em là anh tới rồi, anh ngủ rồi, anh tới chỗ làm rồi. Bất cứ lúc nào anh cũng gọi để cho em yên tâm, bởi vì lúc nào em cũng bất an thì kiểu như là em sự lo lắng lúc nào em cũng có trong đầu. Thì đêm đó em đợi mãi thấy chồng không nhắn tin. Đến 1:30 rồi, 1:30 sáng rồi, đang ôm ấp con ngủ mặt lòng bất an dễ sợ luôn. Vì đang gọi điện thoại cho chồng nói anh tới chưa, mình nhắn tin thấy anh cũng không trả lời. Lúc đó em bấm máy em gọi 2-3 cuộc không bắt máy. Em nói có lẽ có khi nào bị tai nạn không mà đang gọi không bắt máy, bởi vì lúc nào cũng quá tới cảng á, quá tới cảng mà cân cá, cân hàng là lúc nào cũng gọi cho vợ. Xong rồi em gọi qua bên nhà cũng không bắt máy ạ, nhà cũng đang bận buôn bán bởi vì tàu vào là bán giờ khuya ạ. Em tắt máy em ngồi đợi, vẫn ngồi đợi chứ không ngủ, ấp con ngủ xong ngồi đợi. Có một cuộc gọi đến cho em. Chị Ly ơi, tắt máy, nói có 3 chữ. Xong em càng sợ. Dạ, lúc đó em sợ quá, nói chết rồi, Ly là bị tai nạn thật rồi. Chị Ly ơi, tắt máy là chắc chắn bị tai nạn. Linh cảm người phụ nữ, em điền tất cả bạn bè của chồng em luôn. Em lấy điện thoại em gọi, mấy bạn ơi, tới giờ bệnh viện đa khoa, bệnh viện đó là chuyên cấp cứu, xem thử chồng Ly có bị tai nạn không. Hình như là bị tai nạn rồi, có người gọi mà tắt máy rồi. Em gọi cho khắp mọi người, mà tại là mọi người biết hết rồi chị ạ. Mà giấu em, tại dạ, vì em đang có bầu đúng không? Mà giấu em. Mà xong, chị Ly ơi là ai gọi? Chị Ly ơi là con bé em gái của em gọi ạ. Ngồi đợi cho tới sáng mai 6 giờ đón taxi đi tới bệnh viện với chồng, ôm con trong tay mà không được vào. Bởi vì chồng em bị rất là nặng ạ. Nằm khoa hồi sức tích cực. Khoa này 12 giờ đêm mới được vào bệnh viện ạ. Mọi người nói thôi, bây giờ chồng không bị nặng đâu, bị gãy tay chân thôi. Yên tâm về nhà đi. Nhưng giờ không, phải để thấy chồng đã mới được về. Con không thấy chồng là không về kêu. Yên tâm, bác sĩ ra nói là không bị gì cả, đi về đi. Có mấy tiếng thôi mà em nói đợi đến 12 giờ đêm để vào thăm chồng xem chồng như thế nào mà lâu ghê lắm. Đi lên bệnh viện đi vào á, chồng á
băng bó tất cả đau, tay chân thì cột cứng ngắc lại, mắt thì toát ra như thế này ạ, kiểu như là mù một con mắt luôn á, đầu băng máy dài như thế này. Ôm cái bò mà gục xuống dưới bệnh, dưới cái giường bệnh luôn, ngồi không nổi, xong y tá phải đỡ em dậy. Em ơi, em phải bình tĩnh. Có thai đang rất là lớn, lúc đó cái bò em lớn lắm ạ. Em ôm lên là chị ơi, em không đứng nổi nữa. Bây giờ chồng của em bị như thế nào mà bây giờ em không đứng được nữa. Nhà em nói là chồng em bị nhẹ mà sao bây giờ chồng em nhắm mắt lại mà. Em đi lên đây chồng em không mở mắt ra mà em sợ quá mà em gần sinh rồi. Y tá nói là cố gắng lên em, bình tĩnh để chồng mở mắt ra nhìn thấy em còn khỏe. Chấn an mình, nó quay lưng lui sau lưng chồng là khóc, quay lại trước mặt chồng là tỉnh, lau nước mắt để chấn an chồng thì những ngày đầu tự chân sẽ không vượt qua được. Bởi vì á, thai thì lớn, người mình yêu thương nhất thì nằm bất động ở đây. Nhưng mà lúc đó em đâu có biết đâu đúng không? Dạ, lúc đó rồi. Hôn mê tới 15 ngày sau mới tỉnh mà. Thì có lúc nào mà trong cái tiềm thức của em cảm nhận được cái điều đó không? Để em đấu tranh, em giành lại cái sự sống của mình không? Vì phần lớn của em dùng thuốc giảm đau rất là nhiều. Em dùng thuốc giảm đau rất là mạnh. Thành ra là có lúc em mở mắt ra rồi nhưng mà nó nằm trong cái trạng thái không tỉnh. Lơ mơ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà như người mà đầu tiên mà khi em mở mắt ra, em thấy người vợ em đang ngồi bên cạnh, lòng em cảm giác đó, nó tỉnh đến mức độ mà em không cần biết đây là đâu. Em mở mắt ra em cảm thấy có vợ em ngồi bên cạnh là mọi thứ bình yên. Như vậy là suốt, có nghĩa là trong suốt 15 ngày đó là em cứ vác cái bụng bầu cứ vào ra, dạ, vào ra rồi. Để mà ngồi túc trực bên chồng. Lúc đó là em xin lỗi đứa con cho bây giờ cũng mạnh khỏe. Em không mang đến ăn uống luôn, thuốc men cũng không. Cho em khoảng thời gian, vì 12 giờ thăm chồng 4 giờ kêu đừng ai vào, cho em xin cái khoảng thời gian đó để em ở lại với chồng. Bởi vì xong tới giờ là họ đuổi ra hết tất cả. Em cho. Có thấy rằng là cái sự xuất hiện của mình vừa đúng với cái thời gian mà chồng tỉnh dậy đó. Dạ đúng ạ. Là có giá trị dễ sợ. Dạ. Đúng không? Ở bên cạnh lúc thời gian đó là em cứ nói miết, chồng em nhắm mắt mà em cứ nói. Và đó. Chính vì cái câu nói đó của em đó, đó mà làm cho chồng em thức tỉnh. Anh ơi, em đây, em gần sinh rồi nè. Anh mở mắt ra, em đang ngồi bên cạnh anh đây. Mở ra nhắm. Để anh. Và em có tin rằng là chính vì những cái câu nói đó của em mà chồng em thức dậy không? Dạ, sợ lắm. Sao không cưng? Dạ, em ơi. Cảm ơn gì? Bởi vì lúc đó chồng em còn bị dập phổi nữa, nặng lắm. Bây giờ bác sĩ nói chỉ cần sặc một giọt nước miếng thôi là chồng em có thể đi bất cứ lúc nào ạ. Lúc đó em rất là sợ. Em cứ cầm tay nắm tay miết mà chồng em cứ cột tay hết trơn. Em có nhớ là cái câu đầu tiên chồng tỉnh dậy chồng nói đó là câu gì không? À, em ơi, cho anh xin miếng nước. Anh khát nước quá, cho anh uống miếng nước để anh hóa rồng bay lên trời. Em mà nghe câu nói xong em gục ngã luôn. Bởi vì á, nó chết rồi, chồng em mất trí nhớ rồi hay sao. Bây giờ mà nói như thế em sợ quá. Em nói bác sĩ ơi con sợ quá. Bây giờ chồng con nói như thế là có tỉnh lại không, có khỏe không, hay là chồng con bị mất trí nhớ rồi sao nữa. Cứ nói là hóa rồng bay lên trời thôi. Bộ nằm bao bộ thấy biến thành rồng hay sao? Sao vậy anh? Cái sở thích của em là chơi game. Cái sở thích của em là chơi game. Trời ơi, chơi game đó. Vì em dùng thuốc giảm đau nhiều, thành ra là tinh thần của em không tỉnh táo. Vì một phần của em bị chấn thương sọ não nữa. Dạ. Rồi lúc đó là chăm con chăm chồng thì ai đó là cái người sát bên? Và thêm cái đứa nhỏ nhà nữa. Dạ, ngày đi sinh cũng là da diết đi lên ôm chồng để cho chồng ôm, chúc hai mẹ con đi bình an. Giải phẫu xong là qua bệnh viện phục hồi chức năng là sẽ đi tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Ngày hôm đó anh lo quá anh không đi tập bởi vì là ngóng vợ sinh ra. Ngày em đi sinh xong về rồi cũng bồng con qua cho anh ôm một cái. Trong thời gian đó là anh nằm hoàn toàn không ngồi được như thế này đâu ạ. Trong em nằm bệnh viện hoàn toàn 8 tháng. Em rất là mang ơn cái người đã chăm sóc em, đó là anh của vợ em. Anh của vợ em đã chăm sóc em trong quá trình của vợ em đi mang thai đến lúc mà sinh được con luôn. Đó là anh nằm anh của vợ của em. Xong rồi bà nội là người chăm sóc bé đầu, còn vợ em là chăm sóc bé vợ em mới sinh. Dạ, mọi người một bệnh viện, 110 ở nhà, người một người ở hai cái bệnh viện. Cái ngày mà em không chịu đựng nổi nữa, em phải nói là mình phải về nhà thôi, mình không thể nào nằm bệnh viện được. Tại sao? Bé lớn của em bị đau, bà nội không có đưa đi khám được mà phải tự đưa đi khám. Rồi em thấy hai mẹ con giống như hồi xưa đến giờ em là điểm tựa của gia đình. Em rất là thương vợ em, lo tất cả mọi thứ. Em thấy vợ vừa sinh xong phải vực dậy rồi phải đưa con đi bệnh viện. Em nhìn thấy con bị đau nằm kêu ba ơi, cái em xúc động. Em không
chịu không nổi đúng không? Dạ, à, kiểu như là em vừa phải lên chồng, chạy về hút sữa cho con nhỏ, chạy qua chăm bệnh viện cho con lớn. Lúc đó bà nội cũng dành thời gian cũng là lên con trai. Ba nơi đó, là dạ. Em phải là ba nơi dạ. Đó. Anh nghĩ là Thành cái lúc đó nằm một mình cũng sẽ liên tưởng đến rất là nhiều những cái hình ảnh ở gia đình. Nó có những cái sự xáo trộn và một mình vợ phải lo hết tất cả mọi thứ. Trên cái việc mà Thành nhất quyết phải đi về là có thể là mình sẽ không giúp gì vợ như cái chân tay được. Nhưng mà tiếp thêm một cái động lực, vợ tiếp thêm một cái động lực cho vợ, đúng không? Để chia sẻ với vợ. Lúc đó em nghĩ đơn giản lắm. Em nghĩ là mình về nhà, mình nằm trong tầm mắt của vợ. Mình hiểu. Cần cái gì vợ có thể trả lo cho mình. Rồi hả? Mình có thể thay vợ chăm con, nhìn con thôi. Có thể phụ giúp vợ bất cứ một cái việc gì. Dù là nhà nhất, dù chỉ là một ánh mắt thôi. Thì em cảm thấy là đớt bất kỳ cái phần gánh nặng cho vợ. Dạ. Còn bây giờ thì cái cặp này mình không có muốn hỏi cái phần mà tật xấu của nhau luôn á. Nhưng mà bây giờ chương trình anh phải hỏi. Thành ơi, anh chúc mừng em có một người vợ quá tuyệt vời luôn. Chắc có lẽ là cô vợ này chắc không có tật xấu gì đúng không em? Dạ, anh cùng chờ chương trình đặt câu hỏi này à? Thấy chưa? Chắc cũng có những ấm ức nhỏ ha. Là có cơ hội để em... Có cơ hội đó. Dạ. Tật xấu thì vợ em chắc là có cái tính hay quên. Vợ em quên tất cả mọi thứ trên đời luôn. Em hơi với vợ em, tới lúc mà hẹn hò thì vợ em có thể quên hết tất cả các buổi hẹn hò, xem ca nhạc, xem phim. Đến lúc em chạy qua chợ đi cái là vợ em với vợ ngỡ ủa đi đâu. Ủa có đi hả? Dạ. Mất hứng luôn. Dạ, vợ em còn quên đón con luôn. Trời ơi. Nhưng mà sau này em đọc được một bài báo thì em mới biết được là phụ nữ sau sinh hay bị mất cái đựng rồi, mất trí nhớ tạm thời đó. Dạ. Em mong vợ em thay đổi điều gì? Hiện tại vợ em hoàn hảo ở mọi thời điểm. Vì tụi em có một sự đồng điệu và một sự đồng cảm rất lớn dành cho nhau. Rồi bây giờ tới Ly nè. Đó, kể thật xấu của ông Ly. Ngủ ngáy rất to, mà trước đây là bản thân của em là không bao giờ chấp nhận ngủ được với tiếng ngáy. Ngáy tiếng ngáy là ôm lỗ tai khóc lắm luôn á. Nhưng mà từ ngày lấy chồng về kiểu như ông trời bắt em phải như thế rồi. Ngày nào ông không ngáy là mình ngủ không được hả? Dạ đúng rồi. Chồng em không ngáy to là em cứ rơi cái tim hoài ngày đi răng rồi. Răng rồi mà răng không ngáy. Em sợ lúc mà gục đặt và tay qua tim rơi và rơi lỗ mũi. Ngáy to lên, càng to lại để em an tâm em vô giấc ngủ. Để em ngủ, an tâm ngủ. Dạ. Chị Hồng Vân, anh Quốc Thận cũng như chào tất cả các quý vị khán giả ở trường quay. Em là Nguyễn Thái Hòa, em 29 tuổi, đang làm nhân viên về mảng quảng cáo cũng như là MC bên tiệc cưới. Thế còn em? Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thận và các vị khán giả. Em là Bà Nái Liên, năm nay 29 tuổi, là nhân viên văn phòng. Hai em cưới nhau bao lâu rồi? Tới bây giờ là khoảng 7 tháng lẻ 4 ngày. Mối tình của các em, anh nghĩ đây sẽ là một mối tình rất đẹp và rất thơ đúng không nào? Không. 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 Vậy thì hãy kể cho anh nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào? Em muốn kể hay anh kể? Thôi anh kể đi rồi em thêm mắm thêm muối vô. Em kể đi em. Cái cuộc tình của tụi em nó bắt đầu là lần đó là em đang tìm một cái bạn nữ ở trong trường. Em thì thích chụp hình. Thì cái lần đó là ở đường Hoa Nguyễn Huệ năm 2012 đó. Thì tụi em rủ nhau đi chụp hình ở đường Hoa vậy thôi. Có cái cô này nè, cổ đi với bạn, cổ chụp trước thì ok mình cũng đợi. Xong rồi cái cô chụp xong, cổ đi ra thì mình kêu bạn mình vô. Cái cổ đi ra rồi, cái bạn mình đang vừa bước vô, đang chuẩn bị tạo thế, mình đưa máy lên á thì chụp hình xấu, vô chen lại vô. Là thấy là hơi là vô duyên rồi. Mà phải đẹp vậy đó, mà thấy vô duyên quá trời luôn á. Em qua em nói với bạn mình, ê, mấy kiểu mình kiểu nữ đại gia vậy thôi chứ mà bất lịch sự không có vô duyên quá. Cũng đi với nhau suốt một cái đoạn đường thì lại gặp cô này một lần nữa. Nhưng mà ở một cái góc khác á thì vô tình thấy cái bạn này cũng dễ thương, nói chung là cũng cao cao rồi. Nói mình xét về hình thức bên ngoài thì cũng kiểu như cái người em thích á, là con gái hơi giọng giọng cao cao vậy đó. Tóc dài, cười tươi tươi thì em cũng sẵn có cái máy em phơn tóc vậy đó. Chứ bạn này hình như là thấy đúng không? À không, anh đưa cho em xong anh đâu có khoe đâu. Khoe là mình chụp đẹp đâu... cái xong rồi xin em cái nick Yahoo để gửi hình qua. Chứ em không hề xin số điện thoại nha. Em có giá lắm, gửi email qua nói là gửi cho bạn tấm hình thôi. Gửi cho bạn hình thôi. Em không có xin, tại vì em không thích làm quen với người mà vô duyên như vậy. Rồi không. Em nhận hình nhưng mà em không trả lời liền. Sau đó em mới là cảm ơn. Xong rồi cũng qua lại, cũng nói chuyện, cũng đi chơi giống như bạn bè thôi. Đi chơi cái ổng dụ tới giờ luôn.
Nhưng mà em cua bạn này bao nhiêu lâu thì dính? 4 tháng. Nhưng mà cái mấu chốt mà để 4 tháng bắt đầu mới là thực sự đến với nhau, nó là một cái nắm tay nắm chân hay là hung hít hay là gì ABCD? Trước đó là cũng đã có nắm tay rồi. Em thấy tại vì bề ngoài cũng dạng như là chảy chuốt á, sợ cũng là gái nhiều lắm, cho nên em cũng không có ý định là quen. Ổng cũng theo hoài, ổng cũng có 2 lần rồi. Lần thứ hai á thì dẫn em đi công viên Thỏ Trắng á, đưa hết tiền cho em giữ. Em thấy cũng được rồi. Em cũng thấy là ok thôi, mình quen thử đi. Ai biết là chắc là cũng 2 tháng, 3 tháng gì thôi à. Nhưng mà không biết sao tới 6-7 năm luôn. Rồi sau đó có trả lại tiền không hay là cầm luôn cái tiền đó? Đã trả lại. Trả chứ, trả em thông phận lắm. Còn cầm luôn là bạn này bỏ luôn đó. Nhưng mà bạn trai của em á, là nãy em có dùng cái từ là rất là chảy chuốt lắm, vậy thì em có nghi ngờ gì về ảnh không? Em thì không có nghi, nhưng mà người ngoài nhìn vô là chắc 90% là nghi á. Bạn bè em á nhìn ngoài mà ta thấy nó chắc bê đê á, thấy nó ẻo ẻo, thấy nó diện quá. Rồi em có check lại không? Em thì tin 100%. Ủa lý do gì tin 100%? Tại vì có những cái cử chỉ thân mật của nam mình nữ. Sau chính thức quen 2 tháng thì giờ dụ em đi Nha Trang ở khoảng được 3 ngày. Thì cái đêm đầu tiên là trong khách sạn em cũng muốn test thử. Em bay vô em hung. Hung quá trời, nằm lên người luôn, hung luôn. Để coi có cảm giác gì không hay là có... Làm sao? Cái xong rồi ổng mới bắt đầu là ổng... Rạo rực. Ổng rạo rực. Cái em lại bỏ ra, coi như là em không biết gì hết. Rồi ổng trào máu. Rồi em đứng kinh xíu. Cái nỗi uất ức của em cái bữa đó. Đang nằm bình thường coi tivi, cái bay vô em hết hồn vía. Thì cái hung 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 cái mình cũng làm theo, trong cái mình hung lại cái đứng lên đi vô khác. Cái kiểu mà hung gọi là hung thả thính á, vậy đó. Thử xem là có phải là những người có cảm mê ham mê lúc đầu rồi. Dĩ nhiên là rất là mê chứ, nhưng mà mình... rồi này kia rồi bỏ hay sao đó thì em test thử vậy luôn. Nhưng mà cuối cùng là cái đêm đó là không có gì hết. Không có gì hết. Rồi qua ngày hôm sau có không? Thì vẫn đi chơi bình thường. 3 ngày không có gì hết. Không, bạn không cho mình không đụng vô. Mình phải giữ cái đập trường của mình để mà không người ta nghĩ mình gì vậy chị. Rồi chừng nào mới thiệt. Đó. Thiệt không nhớ lần đầu tiên không là nhớ lắm. Nhưng mà chắc là lần đầu đi vô khách sạn nữa là sao có lần đó lúc mà mưa dạ. Mưa không biết đi đâu ở ngoài đường ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Dạ. Và lần đó là em mới khẳng định một điều là anh ấy hoàn toàn không như những gì người ta nghĩ đúng không? Dạ. Bữa đó đi mưa thì em nghĩ chắc cái quán cà phê thì không, bả này là cái người đầu tiên mở. Anh có chứng minh nhân không? Đi khách sạn đi. Cái em đi rồi cướp đời trai. Ủa thiệt luôn á hả? Thì em cũng nghe nói vậy nhưng mà em biết thiệt không? Tự nhiên sao biết được là con trai không? Không, trời ơi, con trai vô nó khác, con trai nó biết gì đó. Chứ em sao em bị ai cướp? Bây giờ là cưới nhau về có tật xấu đó có lòi ra không? Nó nhiều lắm. Ví dụ bây giờ ví cái nào như em là thích thả bơm. Theo kiểu gia trưởng mà thả bơm gia trưởng á. Là sao? Có nghĩa là mình thả bơm thì được mà người khác thả bơm thì nói. Lâu lâu á tay lạnh á, áp vô bụng em, áp vô người em. Nói là người em nóng lắm, anh áp vô cho nó ấm. Mà đã, mình đã nóng mà áp vô lạnh nữa, mình giật mình. Rồi lần nào cũng vậy, đi đâu lạnh lạnh á, đi trời lạnh lạnh hoặc là đi ở chỗ nào lạnh lạnh á, anh lấy cái tay áp vô bụng mình. Thói quen gì thôi. Lạ lùng đúng không? Lạ lùng. Thôi, cũng dễ thương. Cái gì xấu xí về cái tật xấu đi. Trước lúc mà cưới á thì không biết, nhưng mà về thì biết là chơi game tới 2-3 giờ sáng. Wow. Đó là tật xấu đó. Xong rồi 2-3 giờ sáng mà cứ lúc đầu á thì em ra em nhắc hoài luôn. Ví dụ như 11 giờ em ra nhắc, 12 giờ em ra nhắc, 1 giờ em ra nhắc. Cái mấy ngày sau em tức quá, em nằm trong phòng em khóc. Thì em nói là nếu mà ông dậy nữa tôi về mẹ tôi ngủ luôn. Chơi game hay la lối giống như chửi lộn vậy đó. Xong rồi chơi thua, đập đầu, đập vô người. Đập vô đầu. Ông chơi game gì vậy? Chơi Mario hái nắm. Chơi liên quân. Cái liên quân là dễ sợ lắm á. Còn tật gì không? Hợt đảng trí hay mất đồ, quên đồ. Em lúc nào cũng được coi là cái remote cái ổng. Có quên món gì mà giá trị không? Có mất đồ, mất vậy giá trị lớn nữa. Đồ đúng không? Mất máy ảnh á. Ở người đàn ông này ở nhà có chia sẻ công việc với em không? Cũng có, nhưng mà hay so sánh lắm. Ví dụ như làm xong rồi nói là anh hồi sáng này anh lau nhà, anh giặt đồ này kia rồi á, chiều này em phải xếp đồ đi hay gì đó. Nói là em làm biếng không làm. Mà ấy là em làm nhưng mà em không có nói, ổng làm thì ổng nói. Ừ, làm cái vậy mà nói quá. Nói quá đúng không? Trong khi mình làm âm thầm mình làm. Đúng rồi, em đi xếp đồ ổng bao nhiêu lần em không nói. Cái ổng xếp một lần đó. Anh xếp đồ cho em rồi đó. Em đi lên giặt đồ đi. Còn tật xấu gì nữa? Mặc đồ mấy ngày, mặc lại một cái quần đó hoặc là cái áo đó mấy ngày. Khi nào mà em nghe mùi em mới đem đi giặt thì mới chịu. Còn không mà giặt đồ thì đem nguyên một đống đồ giặt luôn. Giặt cần giặt máy mà nó sẽ lem đồ. Rồi giờ tới em đó. Nãy giờ em chỉ đợi anh Thuận hỏi nhiều đó rồi. Nhiều khi mình thấy vợ về xong cái ăn cơm xong cái lên nồng học cái ăn no quá mệt, từ từ đi cho em nghỉ một xíu đi. Ba nghỉ gì ba ngồi ba bấm điện thoại đâu cả tiếng, có khi hơn 2 tiếng.
cái em đi làm gì làm đi, sao cứ ngồi bấm hoài, tôi mệt rồi, tôi bấm đi ông, sao ông lúc ông bấm ông nói, ông nói tôi hoài vậy. Ông làm xíu ông tị nạnh vợ đúng không, nạnh vợ đúng không, ông làm đi rồi cứ em cũng là người làm. Vợ thì nói chung là làm thì làm kỹ nhưng mà hết làm thôi. Em làm là em làm từ A tới Z, ổng là làm từ A tới B. Nhưng mà bà rị mọ như vậy thì cái ngàn năm mới một lần, ví dụ như là hết gì rồi bà ngồi bà chà cái toilet ta nó 4 tiếng đồng hồ. Trời ơi, bà chà mà cái domino nó bóng như cái nhẫn của em luôn vậy đó. Thì trong 4 tiếng đó em lao từ lầu 1 tới đến lầu 4 luôn. Em xong chưa? Để em xíu đi. Vậy đó. Rồi xong rồi vô, trời ơi, nhà mình giống như mình dắt vàng vậy đó. Nói mà được đúng lần đó thôi, còn nhân khác là em làm hết. Còn tật xấu gì? Có một cái tật xấu mà em nghĩ là vợ cũng nên sửa, đó là hai đứa có cãi nhau hay cái gì á, có những cái vợ không có đồng ý nhưng mà lại im, chọn rất là giống như im lặng. Nhiều khi em đó, nói, ổng còn nói nhiều hơn em nữa. Em làm mệt quá em không trả lời luôn. Cái đó là em mong muốn vợ em thay đổi luôn cái điều đó đó đúng không? Dạ, cũng mong muốn là thí dụ như nếu như mà trong cái cuộc cãi vã hoặc là trong cái vấn đề tranh luận của hai vợ chồng, nếu thực sự mà vợ có gì không đồng ý thì ok, có thể nói một tiếng là em chưa muốn nói vấn đề này, để thể hiện một cái sự tôn trọng hoặc là hiểu với mình, còn mình thì đang muốn xử lý cái vấn đề đó, chứ không phải là vợ chồng rất là im lặng xong rồi cái vậy thôi á. Còn em mong muốn xã thay đổi điều gì? Em thì muốn chồng em là có kiên nhẫn một xíu, cứ làm một chút mình không được cái đập đồ hay là đập vô tường. Lại mong chồng em là phải tập trung một chút đúng không? Kiên nhẫn trung, với lại kiên, đừng tập có tập trung là chắc chắn là sẽ kiên nhẫn. Có nổi nóng quá cái gì cũng có thể giải quyết được. Chính vì như vậy mà em làm biến không muốn tranh luận luôn đúng không? Em mệt luôn. Tranh luận một hồi là gây lộn đúng không? Dạ. Chị thấy vậy nè, thực ra tụi em có yêu nhau lâu mấy đi chăng nữa, nhưng mà cái cuộc sống vợ chồng á chỉ tính từ cái lúc mà hai đứa về chung một chỗ thôi. Mà đây là cái thời điểm mà hiện giờ á, cái tôi của mỗi người á đang được bộc lộ nhiều nhất. Chính vì vậy người ta nói năm đầu của hôn nhân á là một cái năm cực kỳ gian truân luôn, để mà tụi em phải thống nhất, phải gọi là tự biết cái nào cần mình nên dẹp cái tôi của mình, hòa nhất với cái tôi bên kia và ngược lại. Có thể thời gian đầu mình ở bên kia có thể vì một lý do nào đó, ví dụ như cái tình yêu của cái người vợ nhiều hơn cái người chồng dành cho mình, thì tạm thời chấp nhận cái việc là mình nhún nhường, nhưng một thời gian nó sẽ bộc ra lại. Thành ra đừng bao giờ bắt là ở người này phải sửa theo mình hoặc người kia phải sửa theo mình, đừng bao giờ như vậy. Tụi em phải biết chọn lựa, anh này có cái đặc điểm gì tốt, mình phải khuếch trương cái đó lên, và mình cái nào cái tôi của mình chưa tốt á mình nương, ngược lại người chồng cũng như vậy. Thì cái năm đầu tiên là cái năm tụi em đang cọ sát và gọi là phải làm cái điều đó. Mà do hai vợ chồng hết chứ không ai làm giùm được hết. Chưa hết đâu. Rồi đến khi tụi em có con, một năm đầu của đứa nhỏ là trời ơi, và cái thời gian 9 tháng 10 ngày đó là một khủng khiếp. Có nghĩa là bởi vì ta nói vợ chồng ở với nhau 3 năm thì mới chính xác được là có thể ở được hay không, vượt qua cái 3 năm đầu tiên. Cho nên tụi em phải hết sức cẩn trọng trong cái việc này. Cái kiên nhẫn đó là em cũng muốn để ổng tập bây giờ, để sau khi có con á nhiều khi nó khóc hay nó đòi bú hay cái gì, lúc đó ổng khùng lên rồi ổng la hay ổng làm gì không. Nhưng mà cái kiên nhẫn đó không, ảnh không thể nào ảnh tự anh làm được, mà em phải tương tác. Còn cái tương tác như thế nào nó lại phải tùy từng cái lúc nóng giận và tùy từng cái nội dung sự việc mà hai vợ chồng cãi nhau. Xin chúc cho hai em luôn thấu tìm được cái chìa khóa, tức là hai đứa bắt đầu tìm được chìa khóa để mở nhau và hạnh phúc mãi mãi nhé. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Hello. Xin chào hai bạn. Dạ, rất chào cô ạ. Mời con giới thiệu về mình. Dạ, con tên Nguyễn Hồng Đào, con sinh 1996, con là dược sĩ. Hả? Dạ, dược sĩ. Dược sĩ. Chính xác là nhiêu tuổi ta? Dạ, khoảng 25. 25, thua xí ngầu 2 tuổi, xí ngầu 94. Hồng Đào là ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ, ở Cần Thơ. Ồ, con ở Cần Thơ hả? Dạ. Wow, có nghĩa là con với ông xã con là từ dưới Cần Thơ lên đây luôn? Dạ đúng rồi. Là lên trong ngày hôm nay luôn á hả? Dạ đúng rồi, con lên hồi sáng. Hello. Can you speak Vietnamese? I can speak a little, yes. A little. Chúc. Yeah. Mời bạn giới thiệu về mình. You introduce about you. Yeah, em tên Charlie. Charlie. Em là 29 tuổi. 29 tuổi. Em ở Anh. Ở Anh. Em ở Anh. Em làm nghề gì? What's your job? My job. Em giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh. Rồi chắc có lẽ tôi đoán cái này thì đúng bốc luôn nè. Hình như là
ổng là giáo viên dạy tiếng Anh. Rồi con đi học thêm tiếng Anh ở một trung tâm, và vô tình gặp ông thầy này. Ông thầy này thấy con xinh quá và ổng cua con, đúng dạ, không? Dạ đúng, nhưng mà là bạn của thầy. Tức là sao? Là người này là bạn của thầy con. À, ông thầy này là bạn của một ông thầy con. Dạ đúng rồi. Mà đều là hai ông thầy. Dạ đúng rồi. Ủa, phải không? Phải không? Đúng, dạ, đúng rồi. Tức là bạn này là bạn của cái ông thầy của bạn này. Đó. Đó, 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 đó. Là trực tiếp bạn này dạy bạn này. À. Ồ, rồi bây giờ nè. Vậy làm sao con em? Con nói cho ông hiểu đi. Dạ. I'm just say about I'm a friend of teacher Max. The first time we met. Right? Yeah. How we met, right? Yeah. Yeah. À. Rồi bây giờ để chú hỏi để chú hỏi Jack nha. Yeah. Charlie. À, lần đầu tiên Charlie gặp cô gái này thì Charlie thấy như thế nào và có ấn tượng gì về cô gái này? Yeah. The first time. Em giờ em xinh đẹp và ngọt ngào. Well, yeah. Nhưng how do I say but? Yeah. Nhưng mà khó gần. Khó gần. Khó gần. Khó gần. Yeah. Lạnh lùng hay sao? Because em cold. Just don't show a lot for a lot of people, maybe. Kiểu con không có thân thiện với mọi người, kiểu đứng một mình không à. Dạ. Yeah. Thấy vợ ngọt ngào là sao con? Ông đã. Dạ kiểu sau này anh mới nói là thấy con nhỏ nhắn mà lâu lắm mà anh mới giống như là lúc đó anh qua mới có một tháng à. Thì anh thấy là sao mà con gái gì mà nhỏ xíu vậy. Dạ. Có bị lộn á, hỏi lúc đó là có bị lộn là con nít không? Like until say about doing thinking about em a child, not a girl, still baby. No. No. Nhưng mà cái lần đó là gặp nhau ở đâu con? Dạ trung tâm Anh Văn luôn ạ. À, dạ. Đâu bây giờ con kể cặn kẽ thôi. Cái lần đầu tiên mà con gặp Charlie. Dạ, cái lúc đó là tan học rồi. Con đợi chị con lại rước. Ảnh thì cũng đứng ở ngoài đợi thầy ra đặng hai người đi chơi. Thì đợi thầy của con á phải. Dạ đúng rồi, thầy má. Rồi ảnh đứng ảnh nhìn con, cái con cũng nhìn ảnh. Sau cái hai người cười rồi nói hello, hello nhau thôi. Đó là lần đầu tiên gặp. Gặp vậy thôi. Gặp vậy thôi. Dạ. Nhưng mà con thấy sao? Con thấy con có cảm mến ảnh không? Ảnh thì ảnh nhìn con là thấy ngọt ngào, thấy đáng yêu rồi, thấy thích rồi đó. Rồi dạ. Còn con gặp ảnh con có thích liền không? Dạ, con thích cái tóc của ảnh. Giống con gấu ở nhà con có mà kiểu cái lông của nó là lần đầu tiên con thấy ngoài đời thiệt là con thích nhất là cái tóc luôn. The first time, the first time she you look like a bear. A bear. Bear. Your hair, they say my teddy bear hair. Teddy bear. Your hair look like bear. Nhưng mà sau đó thì là ai là người chủ động tiếp cận người kia? À dạ, ảnh. Ảnh? Dạ. Bằng cách nào? À, ảnh giả bộ. Ảnh giả bộ. Sau này ảnh kể con là ba lần vô lớp học á. Ảnh giả bộ giống như là khách mời để giao tiếp với nhau. À. Nhưng mà thiệt sự là ảnh nói với thầy Mark là cho ảnh vô lớp đi. Chứ không phải là thầy Mark mời ảnh. Rồi dạ vô lần nào cũng mời bạn Đào nói chuyện. Xong rồi lần thứ ba thì ảnh xin số điện thoại con giữa lớp luôn nhưng mà con không cho. Dạ. Dạ. Rồi sao nữa? Rồi sau đó tiếp cận được con. Dạ, sau đó là nhà con có tổ chức ăn rồi mời anh chủ trung tâm Anh Văn tại vì ảnh là bạn của chị con. Rồi ảnh có mời thêm rồi thầy Mát nữa. Xong cái lại cái hai đứa con cũng bắt đầu thích nhau rồi. Xong mới bắt đầu đi chơi riêng. Đi chơi riêng rồi mới quen. Charlie, ở trong lớp đó, có nhiều cô gái xinh đẹp. Tại sao Charlie không chọn bạn đó mà lại chọn Đào? In class, have a lot of beautiful girls. Why don't you nói ra to em? I think... No, I'm good at the English. The same reason. You know, I said I'm Kagan, hard to close, but so beautiful. And a lot of the other girls, they show so much, you know. Kiểu như con đẹp nhưng mà con khó gần, còn mấy bé kia kiểu mấy bé cũng còn nhỏ, mấy bé thích ảnh lắm. Lúc nào cũng thể hiện là ôi trời anh này đẹp trai quá, anh này đẹp trai quá. Còn con thì kiểu không nghĩ là sẽ bạn quen đâu, cho nên là cũng không cần con phải để gần tâm, đúng không? Dạ. Thế là coi như là con có một sự đặc biệt á. Yeah. She's special for you. Very special. Yes. Special, yeah. I think that.
Vậy thì bao lâu thì là tụi con gọi là tỏ tình với nhau thực sự, có nghĩa là dạ khoảng tầm gần 6 tháng ạ. 6 tháng sau. Dạ. Rồi gia đình con có welcome cái tình yêu này không? Dạ gia đình con thì không, chỉ có anh chị hai là kiểu mừng thôi, như là đồng ý tìm hiểu, nhưng mà chị ba với em trai là cũng hay nói không nên đâu, còn ba mẹ thì nói là con suy nghĩ kỹ chưa, tại vì này là lần đầu tiên con quen, một con lại quen người nước ngoài, vậy ba mẹ cũng lo, là cả nhà là không ai chịu, chỉ có anh chị hai. Nhưng mà có ngăn cản không? Dạ ba mẹ thì tôn trọng nhưng mà kiểu khuyên thôi, còn chị ba ngăn cản. Chị ba nói không được đâu, ảnh đẹp trai lắm, ảnh đào hoa, dạ đúng rồi, kiểu đào hoa lắm, sợ con khổ á. Dạ chính xác luôn. Dạ. Anh có biết cái chuyện đó không? Dạ biết. Anh xong, có buồn không? Dạ buồn lắm, ảnh nói ảnh thiệt lòng mà, rồi ảnh như là mỗi ngày ảnh đem đồ ăn lại, đồ ăn sáng, nước, hầu như là mấy tháng đó là ngày nào cũng đem hết. Vietnamese lấy lòng bên vợ. Lấy lòng bên vợ. Lấy lòng bên vợ. Mua chuộc bên vợ. Because like sister, chị Đào, don't like us to like dating. Oh. And I'm trying to do sweet thing for she can accept that. Lấy lòng bên vợ. Yeah. Lấy lòng bên vợ. Yeah. Ủa nhưng mà kể từ cái bữa mà nhà con đám tiệc đó, là ảnh đi chung với thầy Mark, với anh giám đốc trung tâm qua nhà ăn tiệc đó. Yeah. Thì bao lâu thì con mới có cảm tình với anh? chắc khoảng 2 tuần. 2 tuần. Có một câu mà lúc đi chơi chung á, là con quyết định là con phải quen anh này, là hai đứa đi ăn sushi, anh dẫn con đi ăn sushi, cái con mới hỏi là anh có bạn gái chưa, anh mới nói là nếu như anh có thì anh sẽ không có đi một với một người con gái khác. Rồi là từ đó là con nói là phải quen anh này. Lúc đó là anh nói cái câu đó bằng tiếng Anh với con hay là bằng tiếng Việt? Dạ tiếng Anh, tại lúc đó anh cũng chưa biết tiếng Việt nhiều. Tiếng Việt là chắc là con chỉ cho anh phải không? Dạ có đôi lúc con chỉ thầm thầy cho anh bị người ta cười. Mà Charlie, yes. ba mẹ của Charlie có thích Đào không? Your parents like her? Very like her. Very like her. Yeah. Really like her. Có gặp chưa? Có thấy mặt Đào chưa? Do you see face of them already? Hello. We speak on the phone a lot, but we haven't had the chance to meet yet. So. Yeah. Kiểu vì dịch đó, cho nên là cứ nói chuyện video call. FaceTime. Như vậy là coi như là mấy tháng sau thì 6 tháng sau là con và Charlie chính thức quen nhau. Yeah. Rồi có kỷ niệm nào trong cái thời gian mà yêu nhau, giữa một cái mối tình mà giữa một cái người, một cô con gái miền Tây với một anh chàng Tây, có kỷ niệm nào vui không? Didn't want to tell about memory fun of us. Em tell first, okay? Yeah, I'm good. Hôm đó thì con lại nhà ảnh, định rủ anh đi chơi nhưng mà tao bất ngờ á, xong rồi cái vô nhà cái hỏi anh Daniel là anh Charlie ở đâu, ảnh cũng nói là ở trên lầu á. Xong cái con vừa vô con mở cửa ra thì ảnh la lên. Anh không có mặc đồ. Anh la xong anh đóng cái cửa lại. Em không có mặc đồ. Em la sao? Em nhớ không Charlie? Em la sao? Anh scream. Anh can scream. Just very surprised. Kiểu very bất ngờ la lớn. No scream. No scream. No scream. Đó là ấn tượng. Giật mình đó. Maybe. Ông không có la vậy mà ảnh lại kiểu gì sẽ giống như ăn giật trộm vậy đó. Ngồi thấy của tôi rồi. Thực ra là hết hồn là đúng hơn. Surprise là em. Kiểu đóng cửa lại luôn, xong rồi mở cửa ra. Em làm anh hết hồn kìa. Nhưng mà bữa đó con sao? Lúc con thấy gì con mất cỡ không? Dạ, không mất cỡ thì anh mất cỡ quá, cái con tự nhiên không mất cỡ luôn. Tự nhiên thấy mình kèo trên luôn. Dạ đúng rồi. Tự nhiên anh cái là vậy sao anh đóng gặp lại. Thật ra là kể từ lúc đó là anh quyết định là anh phải trao thân ảnh cho con luôn. Bởi vì con đã thấy hết của anh rồi. Đúng không? Dạ. Rồi còn kỷ niệm nào nữa không? Ở Cần Thơ là có một cái chợ đêm rất là nổi tiếng. Dạ đúng rồi. Chợ hai vợ chồng có đi ăn, có hay đi chợ đêm được với nhau? Dạ, thường xuyên luôn. Không có thì đi chợ gần nhà. I remember we come to market near us and eat what? Mực nướng. Ăn mực nướng. Mực nướng. Dạ. A very very early memory of us. Dạ. Đấy như là những thời gian đầu luôn á. Nhưng mà đi chợ đêm. Charlie thích món ăn nào của Việt Nam?
What do I like to eat? What kind? Thức ăn sầu riêng. Sầu riêng. Oh my god! Oh really? Nước mắm. How to say? You can tell them about that. Yeah. Đặc biệt đó là sầu riêng là tới mùa là một ngày anh ăn tới 2 hoặc 3 trái luôn. Trời ơi. Không phải là ăn 1 2 muối. Oh my god. Dạ. Ăn suốt mùa đó luôn chứ không ngán luôn, ngày nào cũng mua 2 hoặc 3 trái hết trơn. Mà có nổi mụn không? Dạ không, ổng nói trời ơi gì mà ngon quá, thơm quá vậy luôn. So cute. Rồi nước mắm, có biết ăn nước mắm không? Dạ biết nhưng mà chút chút kiểu không ghét mà ăn nước mắm. Hay quá. Ở Cần Thơ là cũng có bún mắm nè, có rất là nhiều những đặc sản. Đó. Thì ảnh khoái những món nào nữa? Anh can tell nó là food in Cần Thơ baby. Bún riêu. Bún riêu. Mì vịt tiêm. Mì vịt tiêm. Bánh xèo. Bánh xèo. Ôi bánh xèo là phải ăn nước mắm đó hả? Dạ đúng rồi, anh ăn nước mắm bình thường. Có thích ăn cháo lòng không? Cháo lòng. Cháo lòng. Ok. Chị ta biết nhiều lắm đó nha. Ủa nhưng mà nè, mỗi lần mà đi chợ đêm vậy đó, ảnh đâu có biết nói tiếng Việt đâu. Rồi sao trả giá? Dạ không, ảnh biết á. Ảnh biết luôn. Anh biết thì lúc luôn. Mà dạy rồi lúc đó là còn dạy ảnh hay là sao? Dạ không, dạy cái thời dạ, gian đầu tiên mà anh đi không, mua anh biết tiền là đầu tiên qua luôn. Anh dặn cái đó lắm luôn. Dạ nhưng mà khi mà hai đứa đi chợ là có khi nào mà con để cho anh trả giá không? Dạ không, anh không trả giá, anh chỉ nói là mắc quá không mua thì anh đi kiểu như sợ người ta dụ á, còn mấy cái kia nói ăn đại đi em bình thường không có ăn đại đi em hả? Dạ. Trời nói tiếng Việt luôn không, ông cứ nói tiếng Anh nhưng mà ông nói là con cứ ăn đại đi bình thường thôi kiểu vậy á. Rồi có khi nào mà con chỉ ảnh á một số câu mà đi chợ á ảnh mua mà nói chung mấy câu đó nó bị hớ không? Dạ có, giống như là đang ngồi ăn với chị với em trai thì ảnh lúc đó ảnh chưa biết tiếng Việt luôn chút xíu à, cái nói là anh muốn kiểu order cái đậu bắp á để ăn, cái chỉ là cứ kêu người ta nói là lấy trái lựu đạn đi, cái anh nói thêm lựu đạn đi, cái người ta cười quá trời, người ta nói em sao mà em dạy ảnh vậy cho người ta chữ đậu. Trời ơi, bà này bắt cái cũng chữ đậu bắp, cái chữ đậu bắp thực ra dịch ra tiếng Anh nó khó lắm. Dạ. Cái chữ đó thành ra là để là cái lựu đạn là đúng rồi. It order and like anh want to order something but em think I'm wrong about order a bomb. Remember? Lựu đạn. Yeah, em okay, anh order the bomb. Charlie có dạy tiếng Anh online không? You teach English by online? Yeah, teach English. I want to teach. Okay. Yeah. After the show, no problem. Children, ảnh có dạy cho con nít không? Dạ có. Dạ online á. Online á nha. Con anh mới có một, con anh mới lớp 1 à. Dạ. Yeah. Rồi. Bây giờ hỏi nè, bây giờ á là bao lâu thì là tụi con làm đám cưới? Giờ khoảng 2 năm mấy. 2 năm mấy? Dạ. 2 năm mấy có nghĩa là quen cách đây 2 năm rồi. Dạ, quen 4 năm mấy. Quen 4 năm mấy? Là không, quen 2 năm mấy rồi cưới 1 năm mấy là 4 năm mấy. Như vậy là tụi con lúc cưới nhau là ở cái thời điểm nó chớm dịch đúng không? Dạ đúng rồi, chớm dịch. Kiểu mình làm, hai đứa con làm cái tiệc ở nhà xong rồi. Rồi mời là lên lịch hết rồi, cái đầu bị đóng cửa xong cái phải dời ra lâu lắm rồi mới mời khách được. Nhưng mà có tổ chức dạ được, có đúng không? Dạ đúng rồi, là anh mà bị kẹt ở Việt Nam luôn đúng không? Dịch dạ xong lúc là bị kẹt ở đây luôn. Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà cái khoảng thời gian mà lúc mà yêu nhau á, dạ, ảnh có quay về nước Anh không? Dạ khoảng thời gian hẹn hò thì có quay về khoảng 2 tuần rồi ảnh quay lại. Dạ. Rồi sau đó thì là điều gì mà khiến ảnh ở lại đây suốt có khoảng thời gian? Anh nói là nếu như không quen con là anh về bỏ luôn á, anh không quay lại luôn á. Dạ, rồi quen con rồi ba mẹ hỏi anh thương không vậy đó. Là anh xin con một lần cưới rồi, xin nhà một lần cưới rồi. Trong 2 năm quen đó nhưng mà nhà chưa chịu. Rồi lúc sau này 2 năm mấy rồi nhà mới chịu. Nhà sợ á, nhà sợ là sợ con kiểu con bị thấy đẹp trai quá rồi khổ á. Nhưng mà không biết là ảnh ngọt ngào anh. Nhưng mà bây giờ tụi con có ý định là bay về bên Anh để thăm gia đình không? Dạ có. Qua Tết là tụi con đi về bển. Bây giờ là con đã có em bé chưa? Dạ có em bé. Vậy hả? Dạ. Em bé trai gái? Dạ con trai. A little boy. Con trai. Little boy. Mấy tháng rồi con? Dạ 5 tháng rưỡi. Wow, chắc cưng lắm đúng không? Dạ. Ảnh chọn tên mắc cười nhất là ảnh chọn tên cho em bé. Anh không biết tiếng Việt mà anh nói là để anh lên mạng anh dịch đi rồi anh chọn tên cho con. Anh chọn luôn, xong rồi anh chọn dài một đống tên vậy đó, rồi xong tới lượt con chọn ngược lại.
Rồi chọn ra tên là gì? Anh read the name of Teddy đi. Vietnamese name. Yeah. Tây Trường. Tây Trường. Tây Trường. Tây Trường. Tây Trường. Dạ, Tây là phía Tây á, Trường là T-R Trường. Tây Trường. Tây Trường. Họ gì? Trường ở phía Tây à? Dạ, anh thích cái đó mà con thấy cái đó cũng đặc biệt cho nên là con giống như Trường là nó dài mà Tây là phía Tây. Không. Nếu mà theo chú thì chú dịch vậy nha. Tây là chồng Tây, là anh là người Tây. Dạ. Trường là kỷ niệm cái nơi mà hai người gặp nhau. Dạ. Bất ngờ khi mà anh chọn cái đó. Tây Trường. Dạ. Họ gì? Dạ, họ Fia. Fia Tây Trường. Fia. Yeah. Fia Tây Trường. À. What do you like his name? Tây Trường. It took us a long time to choose it. It took us a long time to choose the name, but I wanted it to be special. And I don't know, we searched for that for a long time to find the good names that fit. Yeah, anh lên mạng Trường tìm comes from chùa ông. Yeah, chùa ông. Ông ảnh đi chùa với con dữ lắm. Ừ. Mm. Dạ, yeah. Là Tây Trường là cũng dựa trên chùa ông mà dạ. Yeah. Chùa ông ở quận 5 á. Dạ, ở dưới của con cũng có chùa ông nữa nhưng mà chùa ông ở quận Ninh Kiều á. Dạ, ảnh lúc nào cũng ra đốt nhang, ảnh rất là kiểu học cái văn hóa của mình á, ảnh yêu đi chùa dữ lắm. Dạ, ảnh chịu lắm. Có khi nào mà Charlie nghĩ là cái kiếp trước là Charlie là người Việt Nam không? À, anh nói là anh kiểu định mà anh kiểu em hỏi thử, con hỏi thử. Do anh think about like the life before of anh, before anh be a human again, anh là Vietnamese person. Possibly, maybe. Maybe. Yeah, I think that. Maybe. Thật ra là cái tên Tây Trường nó rất là ngộ, rất là lạ. Yeah. Nhưng mà chắc chắn là tại sao lại có tên Tây Trường là chắc chắn là phải có một lý do. Yeah. Ủa nhưng mà là cái lúc mà con mang bầu á, lúc con mang bầu là như thế nào? Là ảnh là lúc đó là ảnh đang ở nước ngoài hay là ảnh đang ở Việt Nam? Dạ, đang ở Việt Nam. Ừ. Dạ. Hai đứa con có bầu là ảnh mừng lắm, ảnh la làng lên luôn. Nhưng mà lúc đó mẹ chồng có biết là con có bầu không? Dạ, có bầu xong rồi con mới nói với mẹ chồng con. Rồi mẹ chồng sao? Mẹ chồng Dạ mẹ chồng con mừng quá trời luôn, kêu hai con gì bỏ ảnh. Mẹ chồng, ba chồng con khóc. Ba chồng con khóc, nói là rất là nhớ chồng con mà gọi giờ thêm có em bé nè, biết chừng nào mới được gặp. Ba chồng con khóc, làm chồng con nhớ lắm luôn. Vậy đó hả? Thôi hy vọng là qua Tết. Coi như là qua Tết là sẽ về gặp ông bà nội á. Mua vé hết chưa? Dạ mấy con lên lịch hết rồi. Tới rồi. Đó là mẹ chồng con nói là quà Giáng sinh của tụi con là có thêm cặp vé dự bản. Wow. Ồ, hay quá. Anh nói là quà Giáng sinh luôn chứ. Vậy là anh có cái điểm xấu gì không? Khi đó. Mà con về ở với anh á. Điểm xấu hả? Anh kiểu anh hay chọc con lắm. Trước khi đi ra ngoài đi chơi kiểu đi uống nước thì anh nói là anh đi massage nha, anh đi karaoke hư hỏng nha. Kiểu vậy đó. Rồi xong đi ra ngoài không có, đi ra ngoài chụp anh đang ở đây với Daniel nè. Đừng lo nha, anh giỡn thôi mà ngày nào đi là cũng nói hết, không có chừa ngày nhây nào. Đó mà coi như là nhây đó nhây lắm. Mà mỗi lần ông nói như vậy là con thấy như thế nào? Em nói đơn giản, con nói con bị khùng. Nói không thôi thì nói vui duyên quá à. Vui duyên quá hả? Anh vui duyên rồi con anh. Dạ nói vậy joking. Nhưng mà bây giờ là hai vợ chồng ở đâu? Dạ hiện tại thì tụi con ở Cần Thơ luôn. Biết rồi, nhưng mà là ở bên gia đình con hay là thuê nhà? Dạ ở không riêng? Con ở khách sạn của nhà. À dạ, tại ở nhà con là dạ, khách sạn đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi hai con ở đó, hai con là định sang năm thì là 6 tháng ở bển, 6 tháng ở đây. Ừ. Thì định cũng xây nhà ở với mẹ thôi, tại vì cũng đi về á. Mẹ chồng con nói cứ về bển đi, rồi nếu như mà muốn về nữa thì hả mua nhà ở đây. Còn mẹ chồng nhớ quá, mẹ chồng không muốn ở đây. Vì còn sao? Cha con thì không muốn về bển. Chồng con ở bển là ở thành phố nào? Guernsey. Là nó ở Guernsey, right? Guernsey. Yeah. Guernsey. Không biết. Island. In between England and France. Nó ở giữa Anh với Pháp. Thành ra chồng cũng có một chút lai Pháp đó. Yeah. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Có thích nhậu nhẹt không? Dạ có thích, nhưng mà không kiểu không phải nhậu như là be bét mà nhậu đi chơi với bạn á. Rồi uống rượu tây đồ chút hả? Chút. Dạ không, cũng uống bia. Nhưng mà kiểu có mấy người bạn à. Rồi đi chơi hoài với bạn đó chứ không có bạn bè gì hết á. Dạ. Rồi ở nhà thì sao? Có bừa bộn
hay là có... Dạ không, cực kỳ sạch luôn. Rồi nấu ăn cho con mà. Nhiều khi thấy cái đó là đi dẹp. Em ơi, cái này ở đây hả? Không phải ở đây. Xong xếp là, lại. Vậy là đâu có tật xấu gì đâu. Dạ. Đúng không? Con có mong muốn anh thay đổi cái gì không? À, dạ. Không, con chỉ mong muốn là anh đừng có lo cho con quá. Anh cứ sợ con là em không chăm sóc bản thân em có buồn không? Giống như là chăm sóc em bé mùa dịch á, chị giúp việc cũng nhiều quê chị không quay lại được. Cái ảnh cũng giúp nhiều lắm nhưng mà ảnh nói là em có muốn đi tập gym không, nhưng mà con cảm thấy là kiểu con cũng xin em bé mổ á, cho nên con cũng không nhất thiết, nhưng mà ảnh lo cho con lắm. Ảnh lo ở nhà căng thẳng, ở nhà thì sẽ buồn này kia. Thôi con đừng có, con để im vậy đi, con đừng có mong muốn thay đổi điều đó. À dạ. Trời ơi, cái đó là diễm phúc của con đừng có, con đừng quá có. Tuyệt vời rồi con ơi, con có một anh chồng quá số 1 nha. Thế còn Charlie. Perfect, you're perfect. In her eyes. Charlie. Cô ấy có tật xấu gì không? Em have a bad habit, a funny habit. No bad habits. I think maybe one. Now giờ em ghen nhiều lắm. Ghen nhiều lắm. Ghen sao Charlie? Ghen sao? Ghen như thế nào? What you love? How you love? A lot of baby girls around, so see a baby girl and say oh, say something about her, message something and kiểu anh có nhiều con gái, mấy em bé nhỏ hay nhắn tin cho ảnh xin đồ đúng không? Dạ, thầy giáo kiểu cũng có mấy bạn là ra nghề rồi nhưng mà đi chung với ảnh thì hay kiểu em ngưỡng mộ anh quá à này kia, cái em nói là anh coi chừng em đó, kiểu đừng có làm vậy, mà anh nói anh thương mình anh em mà nói chứ cũng khó chịu đúng không? Dạ. Hồi lúc ghệ là không ghen đâu nhưng mà tới vợ rồi tự nhiên cái nó ghen à. Rồi còn gì nữa? Do you have something more? No, no bad habits. Dạ. When we're together, we make each other better, so we don't have any bad habits. Kiểu ở chung với nhau là hai đứa làm nhau tốt hơn cho nên không thấy cái gì. Không có gì tật xấu. Dạ. Con hỏi đi, vậy là anh, con hỏi đi. Vậy anh có mong muốn em thay đổi gì không? Con hỏi luôn. I don't want to change something. Nah. Anh thương em. So, when I chose to marry you, you were already perfect. In my eye, you were already perfect. So, I don't want you to change anything. I don't think you need to change anything. Kiểu anh nói con vậy lúc nào. Anh nói con hoàn hảo trong mắt ảnh khi mà ảnh chọn cưới con rồi, nên là anh không cần con thay đổi. Không thay đổi gì hết. Dạ. Có nhiều cái anh làm con xúc động lắm. Thí dụ hả con? Dạ. Kiểu như có em bé, cái ảnh lo cho con hết tất cả luôn nha. Ảnh nấu ăn rồi ảnh thức dậy sớm mà đẻ em bé ra, cái lúc mà anh đẩy con ra từ phòng mổ á, cái ảnh ngưng ngưng nước mắt luôn. Cái con nói lần đầu tiên trong đời con thấy ảnh ngưng ngưng nước mắt luôn. Cái ảnh điện cho ba mẹ mà ảnh gung 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 giọng, anh nói con gọi lên ba mẹ sao nghe, cái anh để xuống, cái anh nói anh không muốn thấy ba mẹ, thấy anh khóc kiểu vậy. Vậy hả? Mà ảnh thương con dữ lắm. Chắc là nó đeo ổng phải không? Dạ đúng rồi, nó giống hệt ổng, ai cũng nói nó giống hệt ổng. Bay trường. Dạ, cái đầu quăng. Cái đầu có bạn ấy ở đây không? Giống con. Hôm nay có bạn ấy ở đây. Dạ không? Có. Dạ. Giống gấu nhỏ ha. Dạ. Anh đặt tên ảnh là Teddy luôn. Teddy luôn hả? À, khi mà lấy quốc tịch ở bọn anh thì sẽ là có tên Teddy vô trỏng luôn. Kỷ niệm đó, tại vì là con đó, con đó anh giống Teddy đó. Dạ, because em say anh about đi xem Teddy Bear. Nhưng mà bây giờ thì bên chị ba con. Dạ. Chị ba con là thấy được có một người chồng như vậy, thì bây giờ thì suy nghĩ của chị ba con về ảnh như thế nào? Dạ, kiểu bất ngờ luôn. Chị ba nói là không ngờ thì ảnh cũng gọi là đẹp trai đó. Nhưng mà không ngờ là chung thủy lắm. Rồi ảnh ăn cần. Mà hồi đó nghĩ là ảnh đi chơi dữ lắm. Nhưng mà bây giờ kiểu đi đâu cũng về nhà. Rồi lễ, nhất là lễ phép với mọi người lắm. Rồi thích ăn chơi với gia đình. Thôi vậy là hay quá rồi. Thật sự là rất là có những cái câu chuyện mà con kể chú rất là xúc động. Phải nói là chúc mừng con đã tìm được một người đàn ông quá tuyệt vời. Thì đó, thì chương trình cũng rất là cảm ơn vợ chồng con từ ở dưới Cần Thơ lên đây để tham gia chương trình. Cái coi như vợ chồng con là một cái cặp đôi mà khi mà mọi người nhìn vào sẽ thấy là những người phụ nữ Việt Nam mà gặp
những cái anh chồng mà nước ngoài như thế này á, là phải nói là cũng vui á, vui và hạnh phúc giùm cho tụi con luôn, bởi vì bởi vì nói chung là con cũng cảm hóa được ảnh là coi như ảnh gần như rể Việt Nam luôn rồi, chứ không phải là người nước ngoài nữa, là anh rể của Việt Nam luôn rồi. Like, I love the culture of Vietnam. And I like half of Vietnamese. And I'm very happy for em for help and be a husband. Yeah, thank you. Em cũng chúc cho hai vợ chồng qua Tết sẽ mau chóng coi như là về với bên bên nội của Tây Trường nhé. Rồi xin chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc. Dạ, dạ, xin chào. Thank you very much. Thank you. Cảm ơn. Dạ. Rồi. Ok con. Bye bye. Yeah.